Hiếu thứ hai an toàn, anh Tú A Tớt tự làm khó mình ở chung kết. Hiếu thứ hai và anh Tú A Tớt là hai cái tên được nhắc đến nhiều sau chung kết 1 Anh Trai C2. Trong tập 12 Anh Trai C2, 8 ca sĩ trình diễn solo bao gồm Rider, Quân AP, Hiếu thứ hai, Eric, Negip, Captain, Song Luân và anh Tú A Tớt. Ở chung kết 1, các thí sinh chia sẻ về tình cảm dành cho đồng nghiệp và những cảm xúc lắng đọng khi đi đến chặng cuối hành trình. Hiếu thứ hai trình diễn ca khúc Quay đi quay lại. Bài hát kể về một cặp đôi yêu nhau nhưng lại nhiều mâu thuẫn, dằn vặt. Dù vậy, màn trình diễn của Hiếu thứ hai được nhận xét không quá ấn tượng, giống với các ca khúc trước đây của anh. Giai điệu dễ nghe, phong cách an toàn. Cách dàn dựng sân khấu của Hiếu thứ hai không gây bất ngờ. Dù đây là màn trình diễn solo đầu tiên của các thí sinh ở Anh Trai C2, MC Trấn Thành cũng góp ý rằng Hiếu thứ hai có cố gắng nhưng chưa cho thấy khát vọng tận cùng của người đứng trên top. Trong khi đó, anh Tú A Tớt lại dốc toàn lực cho sân khấu cá nhân đầu tiên. Ca sĩ nói đây là lần đầu anh hát, sáng tác và nhảy một mình. Anh có sự giúp đỡ của Rider và Hurricane để xử lý bản beat khó nhằn. Bài hát Em Không Muốn Một Mình có tiết tấu khá nhanh nhưng được đánh giá không hợp với chất giọng của anh Tú A Tớt. Đến nay, ca khúc phù hợp và tôn được chất giọng của anh Tú A Tớt là Jill ở công diễn 3. Ở tập 12, Rider khẳng định anh coi sân khấu là nhà và khán giả chính là các thành viên trong gia đình. Với ca khúc Anh Biết Rồi, Rider vừa chơi guitar vừa hát, trình diễn múa đương đại. Có những thời điểm mà mình viết nhạc gần như không ai nghe cả. Để đến được ngày hôm nay, được mọi người trong nghề, khán giả cảm nhận và ủng hộ âm nhạc của mình, nam ca sĩ bộc bạch. Quân AP mang đến bài tình ca Cứ Mỗi Sáng Anh Lại trong một sân khấu ngập tràn hoa tươi, đàn piano lãng mạn. Trong các tiết mục solo, Eric gây ấn tượng với màn đu dây mạo hiểm treo ngược người trên không. Nam ca sĩ hát, chơi đàn tranh, tập vũ đạo và treo ngược người trên không. Khi trình diễn, Eric gặp sự cố và ngã đập người xuống đất khi giữ thăng bằng trên cao. Dù vậy, anh giữ bình tĩnh và tiếp tục thực hiện động tác khó. Sự ứng biến linh hoạt của Eric khiến khán giả và đồng nghiệp dành nhiều lời khen. Ở chung kết 1, Negip kết hợp với Grady mang đến ca khúc Chàng Khờ Thủy Chung. Nam rapper chia sẻ, bài hát để đánh thức bản thân, đã yêu rồi ai cũng khờ. Captain cũng có màn trình diễn bùng nổ với Kim Tự Tháp, truyền cảm hứng về năng lượng tuổi 21 sẵn sàng bứt phá. Rapper sinh năm 2003 tâm sự, là một cậu nhóc sinh năm 2003 bước vào chương trình. Ban đầu mình rất rụt rè, trong quá trình làm việc của mọi người, mình dần bung tỏa năng lượng. Mình được trải nghiệm rất nhiều, có những người anh tin tưởng mình. Từ chương trình, mình được tiếp thêm động lực, rất hạnh phúc. Một trong những màn trình diễn để lại nhiều cảm xúc là bài Lâu Không Gặp của Song Luân kết hợp cùng rapper Tez. Bài hát do Song Luân và Tez cùng viết lời, có những âm sắc của nhạc cụ dân tộc và giai điệu mang hơi hướng ca trù và chèo. Trước đó, khi Tez bị loại, Song Luân khóc nức nở. Anh đã ấp ủ mong muốn đưa Tez trở lại sân khấu chung kết kể từ khi Tez dừng chân. Tuần sau, chung kết 2 Anh Trai C2 sẽ mang đến 8 phần trình diễn của các thí sinh còn lại.